Chị ơi, sách này có thể dùng để ôn thi đánh giá năng lực được không ạ? Đầu tiên thì mình xin khẳng định luôn là sách này có dùng được bạn nhé. Tuy nhiên thì sách sẽ phù hợp với một số đối tượng nhất định và phù hợp với ai thì các bạn nhớ xem hết video này nha. Thứ nhất, kỳ thi HLA có thay đổi. Thay vì thi 5 môn khoa học thì bây giờ học sinh chỉ cần thi 3 trong 5 môn lý, hóa, sinh, sử, địa. Bên cạnh đấy thì đề thi HLA sẽ có dạng thức câu hỏi theo chương trình mới và sách cũng sẽ update cái này. Ví dụ như nếu chọn sinh, sử, địa thì các bạn không thể xét tuyển vào các chuyên ngành công nghệ thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc sách học giỏi toàn diện sẽ phù hợp với các bạn đang đăng ký các môn bao gồm lý, hóa. Thứ hai, môn toán là môn thi trọng tâm chiếm tới 1/3 số điểm bài thi. Trong sách này thì nội dung về toán cũng chiếm đa số. Ngoài ra thì có hẳn 50 video bài giảng online. Thứ ba, với các dạng thức câu hỏi mới đã công bố và hình thức thi trên máy tính thì khi sở hữu cuốn sách học giỏi toàn diện, các bạn cũng sẽ được cung cấp mã ID riêng, nhận phòng luyện thi cực kỳ xịn sò. Điều này cũng giúp cho mình ôn luyện hiệu quả hơn, làm quen dần với hình thức thi trên máy tính dưới áp lực thời gian. Gần một tháng mình mua sách về để xuất phát sớm thì mình thấy cực kỳ recommend cuốn này. Bạn nào đang có cả ý định đi đánh giá năng lực thì zing ngay em nói về nha.